Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay các bạn thấy mình mặc cái chiếc áo này, các bạn có liên tưởng đến vận động viên nào không ta? Vâng, đó chính là Victor Axelsen. Và hôm nay á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về gã khổng lồ Đan Mạch Victor Axelsen đã từng sử dụng qua những cái vật lông gì trong xuyên suốt sự nghiệp thi đấu của anh ấy nha. Đây chắc chắn là cái video được rất rất nhiều bạn mong đợi luôn nè. Vậy thì cùng bắt đầu liền thôi. Thì đầu tiên mình xin chia sẻ đôi nét về cái vận động viên Victor Axelsen này. Thì Axelsen sinh năm 1994, là vận động viên thuộc nước Đan Mạch. Và anh ta cực kỳ nổi trội với cái chiều cao lên đến tận 1m94. Thì nên chính vì vậy mình mới gọi anh ta là gã khổng lồ Đan Mạch đó các bạn. Thì cái lối đánh thi đấu trên sân của Victor Axelsen đó chính là kiểm soát trận đấu và chấp thời cơ với những quả tấn công nhanh. Đặc biệt á, là anh ta có những cái quả đập cầu cực kỳ uy lực luôn. Các bạn có thể thấy là những cái quả đập cầu nếu mà chuẩn á, đưa vô tay của Axelsen thì anh ta có thể đập lên đến 400 km/h là chuyện bình thường. Thậm chí là có những quả 416, 417 luôn á, đập hơi bị cháy nha. Và đặc biệt á, mình thấy là với Axelsen cái quả đập cầu nổi trội nhất của anh ta đó chính là những cái quả mà bật đổi chân mà bên thuận cái tay phải của anh ta, thì anh ta bật đổi chân và ta đập xuống cái quả cầu cực kỳ cắm luôn. Thì cái quả cầu đó là cái quả cầu mà khi mà ép đối phương á, thì anh ta chớp thời cơ anh ta đập nhanh cái quả đó, thì mình thấy là anh ta với tay Axelsen có những cái quả đập cầu cực kỳ uy lực và cái quả cầu nó đi cực cắm luôn, khiến cho đối phương bên kia họ bất lực luôn các bạn. Bởi vì khi mà Axelsen đập ra cái quả cầu đó là cái quả cầu đó nó cắm thẳng xuống trước mặt của đối phương đứng sau và không thể nào thủ được cái quả cầu đó ha. Thì mình cực kỳ thích vận động viên với tay Axelsen ở những cái quả đập cầu này, đập là cực kỳ cháy luôn. Tính cho đến hiện tại thì Axelsen đã đạt đến trạng thái đỉnh của cầu lông đơn nam thế giới rồi các bạn ơi. Hầu như mình thấy là rất hiếm khi có cái vận động viên cầu lông nào có thể đánh bại được Axelsen luôn, trừ khi mà cái điểm rơi phong độ của anh ta tại cái giải đấu đó nó hơi bẹo chút xíu thì mới đánh thua thôi. Còn hầu như mình thấy là Axelsen đánh hủy diệt hết mọi đối thủ luôn, rất khó tìm được cái đối thủ nào có thể cạnh tranh được với anh ta đó. Thì nếu các bạn có cái suy nghĩ là từ sau cái đợt dịch thì Axelsen mới bắt đầu đánh hay và bộc lộ tài năng của mình, thì cái đó là nó chưa chính xác lắm các bạn nha. Bởi vì từ khi mà còn bé thì Axelsen đã bộc lộ cái tiềm năng về cầu lông của mình rồi. Thì thi đấu đến năm 17 tuổi thì Axelsen đã vô địch giải cầu lông trẻ thế giới nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng với mình bắt đầu về tìm hiểu về những cái cây vợt cầu lông đã đồng hành cùng với Victor Axelsen khi mà anh ta chuyển từ giai đoạn là vô địch giải trẻ xong rồi lên cái cấp đoạn là thi đấu chuyên nghiệp. Vào năm 2011, sau khi mà Victor Axelsen vô địch cái giải cầu lông trẻ thế giới xong á, là anh ta chuyển sang thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp luôn. Và sau khi mà chuyển sang này á, thì anh ta sử dụng cho mình đó chính là cây vợt Yonex Vulcic 80. Và thi đấu tại cái thời điểm này các bạn biết rồi đó, 2011 là cái năm có rất là nhiều các vận động viên đánh hay ở trên thế giới, đánh cực kỳ đỉnh luôn. Phải kể đến như là Lee Chong Wei, Lin Dan, Peter Gay, Taufik Hidayat và đặc biệt là có cả huyền thoại Nguyễn Tiến Minh của cầu lông Việt Nam mình nữa. Nên khi mà chuyển sang cái giai đoạn này á, thì anh ta chỉ đánh làm quen và cọ sát với những cái vận động viên đẳng cấp này thôi á, và không mang về cho mình cái thành tích nào quá là nổi bật ha. Sang năm 2012 thì Victor Axelsen đã chuyển sang sử dụng cho mình cây vợt rất là hot lúc cái thời điểm bấy giờ luôn, đó chính là Yonex Vulcic Z1. Thì nếu mà bạn nào còn cây vợt này á, bây giờ nếu mà đang bán lại cái mã hồi xưa mà giờ chắc giá là phải trên trời luôn đó nha. Thì sang năm 2013 thì Victor Axelsen đã đầu quân cho thương hiệu Adidas, mà cái lúc này là anh ta chuyển sang sử dụng cho mình đó chính là cây vợt Adidas AD Power Pro. Thì cái năm này Axelsen cũng thi đấu chưa quá là thành công, cũng là mới là cọ sát ở trên cái giai đoạn chuyên nghiệp thôi. Và bắt đầu chuyển sang năm 2014 á, thì Axelsen đã thi đấu lại cho cái thương hiệu Yonex. Và cái thời điểm này nè, 2014 đến 2016 á, thì anh ta đánh cho mình cái cây vợt rất là hot luôn, tới đến thời điểm hiện tại là còn rất hot các bạn nha, đó chính là Yonex Axaber 11 à. Và đặc biệt á, là cái khi mà anh ta sử dụng cái cây vợt Axaber 11 này á, là đã thi đấu bắt đầu là thành công dần dần trở lên. Và đỉnh á, là năm 2016, vận động viên Victor Axelsen đánh bại Lin Dan ở tại cái trận tranh 3-4 của Olympic Rio 2016 các bạn nha. Và cái thời điểm này á, Lin Dan là đánh cực kỳ hay luôn, mà Axelsen đã đầy bản lĩnh các bạn. Lin Dan ở thời điểm đó là đã có phong độ hơi đi xuống một chút xíu rồi, nhưng mà để mà thắng được một cái huyền thoại như vậy là rất là đẳng cấp các bạn nha. Tiếp theo là vào năm 2017 thì Victor Axelsen đã chuyển sang sử dụng một cái cây vợt lông mới rất là hot lúc bấy giờ luôn. Và cái cây vợt này cũng được chính vận động viên Victor Axelsen PR luôn các bạn nha. Đó chính là cây vợt Yonex Dura Z-Strike. Thì sau khi mà anh ta sử dụng cây vợt này á, anh ta đã có một cái thành tích cực kỳ bá đạo luôn. Đó chính là tiếp tục một lần nữa đánh bại Lin Dan tại cái trận chung kết vô địch thế giới năm 2017. Mà hơn hết nữa là anh ta đánh thắng chỉ trong vòng 2 set thôi nha. Sau đó là vào năm 2018 thì vận động viên Victor Axelsen đã chuyển sang
sang sử dụng cho mình. Kayvert vừa được ra mắt và phải gọi là cực kỳ nổi bật luôn. Khi mà mình đến sân vào cái năm 2018 này là mình thấy hầu như mọi người chơi đều sử dụng Kayvert này luôn. Đó chính là Yonex Astrox 88S, cái phiên bản đời thứ nhất xanh lục đen á. Đó, thì cái Kayvert này khi mà đồng hành cùng với Victor Axelsen, mình thấy là anh ta đánh không quá là thành công. Đó, chỉ giành được duy nhất cái chức vô địch châu Âu thôi. Kế nữa là vào năm 2019 thì do sử dụng cái cây Astrox 88S không quá thành công các bạn, nên là Victor Axelsen đã quyết định chuyển lại sử dụng cái cây vợt trước đó, đó chính là Yonex Dura Jetstri. Thì khi mà sử dụng cái cây vợt này á, thì Victor Axelsen đã bắt đầu thi đấu ổn định và hay trở lại. Anh ta giành được cho mình một số cái chiếc huy chương vàng và huy chương bạc lớn nhỏ ở các cái giải đấu World Tour trên thế giới. Nhưng mà tại cái thời điểm này nè, con quái vật Kento Momota đã quá là hủy diệt các bạn. Thì là hầu như mình thấy là khi mà đối đầu á, thì Victor Axelsen trong cái năm này là chỉ hình như giành được có một cái chiến thắng ở cái giải Malaysia Open thôi, còn lại là thua Kento Momota ở trận chung kết hết trơn. Bởi vì trong cái năm 2019 này á, là Kento Momota giành được cái thành tích rất là khủng khiếp các bạn, được kỷ lục Guinness công nhận luôn mà. Bước sang giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021 á, thì vận động viên Victor Axelsen mới bắt đầu bộc lộ được cái tài năng thi đấu của mình ở trên đấu trường thế giới này các bạn. Đó, thì cái lúc này anh ta sử dụng cho mình đó chính là cây vợt Yonex Astrox 100ZZ, cái phiên bản đời thứ nhất, đó chính là xanh dương trắng. Đó, thì cái khi mà anh ta đánh cái cây vợt này đã có những cái thành công nhất định phải kể đến, như là cái chiếc cúp vô địch cái giải Olympic, cái giải đấu cầu lông lâu đời nhất trên thế giới diễn ra là tại Anh Quốc. Đó, thì khi mà anh ta vô địch cái giải Olympic này nè, anh ta được khắc tên lên đó, và cái đặc biệt nữa đó chính là chấm dứt cái chuỗi thua của đội tuyển cầu lông Đan Mạch nói riêng và đội tuyển cầu lông châu Âu nói chung, tất cả đất nước châu Âu luôn các bạn nha, là kể từ năm 1999 là chưa bao giờ mang về được cái chiếc cúp vô địch Olympic này ở nội dung đơn nam. Và tiếp sau đó Victor Axelsen càng thi đấu càng hay các bạn, và đặc biệt á, là năm 2021 á, vận động viên Victor Axelsen đã mang về cho mình cái chức huy chương vàng giải Olympic các bạn nha. Đây là cái giải đấu rất là danh giá nè, 4 năm mới tổ chức một lần, và thi đấu tại cái giải này Victor Axelsen đã thi đấu cực kỳ bản lĩnh luôn. Đó, giành chiến thắng tại trận chung kết trước một Chen Long đầy kinh nghiệm các bạn, thi đấu rất là điềm tĩnh, nhưng mà vận động viên Victor Axelsen đã cho thấy được anh ta đã thi đấu hay hơn rất là nhiều. Anh ta kiểm soát trận đấu, nổi trội với những cái quả đập cầu rất là mạnh và đánh bao kính sân, đánh rất là hay luôn, hủy diệt Chen Long chỉ với 2C thôi nha. Cuối cùng là giai đoạn từ năm 2022 đến 2023 hiện tại á, thì Victor Axelsen đã chuyển sang sử dụng cái phiên bản màu mới của Yonex Astrox 100ZZ, đó chính là cái siêu phẩm vợt Yonex Astrox 100ZZ Kurenai. Thì cái cây vợt này bên VNV mình có làm video rồi, test trải nghiệm cả 3 ô và 4 ô luôn, các bạn có thể tham khảo tại đây ha. Và khi Victor Axelsen chuyển sang sử dụng cái cây vợt này á, phải gọi là đỉnh của đỉnh, đạt đến cái trạng thái thi đấu đỉnh của đỉnh các bạn, điểm rơi phong độ ở đỉnh điểm luôn, hủy diệt tất cả mọi đối thủ luôn. Và người ta thường ví von cái câu nói rằng là cầu lông đơn nam thế giới ở thời điểm hiện tại á, là có hai trường phái, cái thứ nhất á, đó chính là Victor Axelsen, và cái thứ hai á, đó chính là phần còn lại. Đó, là cho thấy được cái sự đẳng cấp của Victor Axelsen như thế nào. Thì trong cái năm 2022 á, thì Victor Axelsen đã đạt được một cái thành tích phải gọi là vô cùng khủng khiếp luôn. Đó, đó chính là cái danh sách thắng liên tiếp của anh ta, thì anh ta có đầu nhớ là 34 trận thắng liên tục các bạn, rất là hủy diệt luôn nha. Và nếu mà bạn nào chúng ta theo dõi cái giải vô địch thế giới năm 2022 á, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết một điều, đó chính là vận động viên Victor Axelsen vô cùng đẳng cấp. Bởi vì khi mà anh ta tham gia thi đấu tại cái giải vô địch thế giới này á, anh ta đánh qua năm cái đối thủ thì anh ta không để thua bất kỳ một xe đấu nào các bạn nha. Và đặc biệt á, là tại trận chung kết thì anh ta đánh bại Kulavut Vithisan của Thái Lan với một cái tỷ số rất là cách biệt ha, cho thấy là Victor Axelsen là hầu như không có mọi đối thủ luôn. Đó. Và sang cái thời điểm 2023 thì vào đầu năm Victor Axelsen đã vô địch cái giải đấu xếp bồng 1000 rất là lớn, đó chính là Malaysia Open. Và gần đây thì anh ta đã bị chững lại do thua liên tiếp ba cái giải đấu. Đó, thì kiểu như là không vào trận chung kết các bạn, thua liên tục ba giải đấu, thì có thể là do thi đấu quá nhiều. Đó, thì Victor Axelsen đã hơi chững lại một chút xíu rồi, nhưng mà với bản thân mình á, thì Axelsen vẫn là một cái thế lực rất là mạnh các bạn. Hầu như mà anh ta tham gia bất kỳ một cái giải đấu nào thì mình thấy là cái tỷ lệ thua của anh ta rất là thấp luôn. Thì đây cũng là bài chia sẻ của mình về gã khổng lồ Victor Axelsen đã từng sử dụng qua những cây vợt cầu lông gì trong xuyên suốt thử nghiệp thi đấu của anh ấy. Các bạn thấy video này của mình hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Đó sẽ là động lực để mình làm các video tiếp theo được hay hơn, được chuẩn chỉ hơn, kiểu như là đầu tư nhiều hơn đó các bạn. Rồi, thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.